Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một cái tool để cho các bạn phát triển ứng dụng sử dụng Ring Network. Thì mình sẽ đi vô cái mục Help và mình chọn Edit Market này. Rồi, ở chỗ này thì mình sẽ nhập vào đây là Ring Tool. Và mình chọn Go. Rồi, nó đã hiện lên cái tool như vậy, ring tool như vậy, và mình nhấn vô install. Quá trình cài đặt đã bắt đầu. Rồi, ở chỗ này thì các bạn chọn confirm. Rồi, tiếp theo thì ở chỗ này mình chọn Accept, rồi mình chọn Finish. Cái quá trình cài đặt nó diễn ra rất là lâu bởi vì nó phụ thuộc vào cái đường truyền mạng nữa, nên là mình sẽ tạm dừng cái video một lúc. Rồi, nếu nó hiện tại lên một cái hộp thoại là Security Warning như này thì các bạn chọn Install Anyway. Rồi, cái chỗ này thì các bạn chọn Select All. Rồi chọn Offset Selected. Rồi, nó đã cài đặt xong và mình restart lại cái clip của mình. Rồi, sau khi clip tạt lên thì ở cái phần trang Welcome thì nó đã xuất hiện lên thêm một cái mục là Ring EDI như vậy, rồi Ring Tool Size như vậy, và mình có thể sử dụng các tool của thằng mình này hỗ trợ cho mình phát triển nhanh các dự án của mình. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vô Windows, mình vô Perspective, rồi mình chọn Open Perspective, chọn Other. Thì ở đây nó có cái mục là Ring như vậy. Đó, thì ta chọn chọn vào Ring và chọn Open để nó mở ra cái giao diện của Ring. Rồi cái trang Welcome này thì mình tắt đi. Thì cái giao diện của thằng Ring Tool thì nó sẽ có thêm một số cái phần như là Ring Explorer như vậy. Thì như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt xong cái Ring Tool. Thì mình xin tạm dừng cái buổi hướng dẫn của mình tại đây.